Thì tóc xoăn như này thì tóc thông thường là bạn sẽ gội trước vào buổi tối, sau đó để thật khô, tóc bạn để thật khô như thế này và bạn chải nó thật mượt và bật máy là chế độ là 2. Thì trước khi mà tóc bị mận, vì tóc bị mận nó thuộc loại tóc khô, cứng và khô, thì bạn dùng cái dầu dừa. Thì bạn có dùng cái dầu dừa như thế này thì bạn không dùng nhiều quá, bởi vì ngày đầu tiên bắt đầu mới làm nên bạn cho nhiều quá thì tóc mình nó bóng. Thì bạn sẽ xoa cái phần dừa đó vào tay, sau đó bạn sẽ xoa nó vào phần đuôi tóc mình như thế này để cho cái phần tóc của mình nó mềm, và khi mà mình làm tóc xoăn thì nó dễ hơn và tóc của mình nó không bị hỏng nữa. Đấy là cách mà bạn làm. Thì bạn sẽ chia nó thành 3 phần nhỏ, nắm thành 3 phần nhỏ như thế này và quặn nó lại cho thật dễ. Chia cái phần nhỏ đó ra thành 2 phần nữa. Vì tóc mận thuộc loại tóc dày cho nên là mận sẽ chia từng phần nhỏ để cho mình làm tóc xoăn này nó càng đẹp hơn. Mận sẽ cho cái máy đó vào và mận sẽ chạy thẳng cái máy, gập thẳng như này. Và gần đến đoạn cuối rồi thì mận sẽ gập phần cuối, phần đuôi tóc lại là như thế này. Đấy, quý vị bạn thấy là nó đã xoăn xoăn tít tít rồi đấy. Thì nếu như mình có một cái của tóc như này thì mình gập, mình giữ phần đuôi tóc cho tóc mình nó phồng to hơn. Và mình không có cũng không sao. Thời gian đầu mà không có cái này thì mình cũng làm bình thường, cũng cần. Mình cứ làm như thế, cơ vuốt và gập. Đấy, như thế này. Thậm chí là cái khoảng này rất là phồng rồi. Sau một phần thì mình gạt nó về, sau mà mình làm tiếp phần tương tự là như thế. Kéo thẳng, dùng cái là kéo thẳng và gập như thế này. Đấy, mình đã xong. Dùng những cái lược giữ được một chút như vậy. Cái kẹp này mình kẹp lại để cho nó không bị lẫn với cái phần là mình chưa kịp xoăn. Thì cái phần tóc mái này cũng tương tự như thế, mình cũng chia thành những phần nhỏ. Nhìn nó xoăn rất tự nhiên là bạn sẽ dùng cái lược này quấn và giữ được một chút cho nó thật. Phần còn mái này bạn cũng dùng kẹp và đến đoạn cuối của tóc thì mình gập lại, gập tay mình lại như này. Và mình cứ thế kéo xuống thôi. Rất đơn giản. Dùng cái lược này mình giữ lại như này. Để cho cái phần tóc xoăn của mình nó sẽ nhìn nó tự nhiên. Cuộn nó sẽ to hơn. Đấy. Quý vị các bạn thấy là mình đã xong một bên. Một bên là mình đã làm xong cái phần tóc xoăn mình như thế này. Dùng cái kẹp này bạn giữ kẹp nó lại cho nó không bị lẫn với cái phần bên cạnh. Thì cái phần bên cạnh này bạn làm cũng làm tương tự, chia làm 3. Và những cái phần từng phần một thì mình sẽ chia làm những phần nhỏ, mình cứ làm tương tự thôi. Mình càng mỏng thì cái sợi xoăn của mình nó càng dễ xoăn hơn, nó không, và cái độ xoăn nó càng đẹp hơn. Thế vuốt kéo thẳng, sau đó vuốt, sau đó đến đoạn phần đuôi tóc thì mình quấn quấn tay lại như thế này. Đấy. Sau đó bạn sẽ dùng cái lược như bạn nói cho nó phồng. Vậy là đã xong. Xong cái nào thì bạn gạt cái đó ra. Rồi phần lưng của mình cho mình không bị lẫn, chỗ còn lại mình xoăn dễ hơn. Phần này tương tự bạn cứ kéo ngược và vuốt. Đấy, cứ kéo rồi gập. Như kéo và gập. Vậy là bạn đã cuộn cuộn xong, làm tóc xoăn một cách tự nhiên. Vậy là mình đã xoăn xong. Thì xoăn xong như này thì mình, đây là một kiểu tóc xoăn ôm, cúp ôm vào mặt của mình. Quý vị các bạn thích kiểu này thì mình, sau khi mình xoăn xong thì mình sẽ dùng cái xịt gôm này để mình xịt và giúp cho cái phần xoăn của mình nó được lâu hơn. Còn nếu như mà mình kiểu ôm này thì mình cũng thích, nhưng mà mình muốn thích cái kiểu mái, cái phần mái này nó cúp vào đây, nhưng mà bạn muốn thích cái kiểu mái nó tự nhiên hơn một chút thì bạn sẽ lấy một phần mái như thế này, bạn sẽ vuốt lấy một chút phần mái như thế này, bạn dùng tay bạn vuốt ngược kẹp tóc này, sau đó là bạn sẽ cầm vuốt cái phần tóc kéo ngược nó về phía đằng sau, gập nó về sau. Tại sao bạn làm như thế này? Bạn sẽ kéo về sau. Như vậy thì khi tóc của mình, khi mà mình tóc của mình nó rơi xuống thì nhìn cái phần tóc của mình nó sẽ tự nhiên hơn, nó sẽ gập, nó sẽ có độ xoăn tự nhiên hơn, và bạn thích cái kiểu tự nhiên hơn như thế. Lại vuốt thêm lần nữa.
kéo ngược tóc lên. Đấy, mỗi lần là tóc vào mắt mũi trợn ngược. Này thì quý vị các bạn thấy tóc mình đã rơi xuống một cách tự nhiên, thì cái phần mái nó nhìn nó xoăn, nó sẽ có độ bồng tự nhiên. Mình thích cái kiểu tự nhiên như thế. Vậy là mình đã làm xong cái kiểu tóc xoăn bằng máy, là tóc kiểu như thế này, rất là đơn giản mà mình có thể làm tự làm được ở nhà, không phải ra hiệu làm đỡ tốn kém. Kiểu này là bạn đã thấy bạn ưng ý rồi, thì bạn sẽ dùng cái xịt như này, bạn xịt để giữ cái nét tóc cũng như là cái phần xoăn của mình nó được lâu hơn một chút. Này mình thấy chơi cả ngày không sợ. Mình làm kiểu này, mình để kiểu nào cũng được. Để chéo hay để như thế này, để rơi tự nhiên như thế này, hoặc là mình thì túm một phần tóc phía trên như này, còn cái phần tóc còn lại để nó phần trước này, nó rất là đa dạng như thế này. Mình để thế này xong mình sẽ dùng một cái cặp rin và mình buộc túm bím nó như thế này. Đây cũng là một kiểu tóc để tóc. Nói chung là cái kiểu tóc này mình để rất là nhiều kiểu, rất là đa dạng. Vậy là mình đã làm xong, thì chúc quý vị và các bạn thành công. Hoặc là mình sẽ để kiểu bồng bềnh tự nhiên như thế này, cũng là một kiểu.